Triều Tiên ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên. Triều Tiên thông báo phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên sau hơn 2 năm phong tỏa biên giới để phòng chống dịch xâm nhập. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo ca COVID-19 đầu tiên ở nước này được ghi nhận ở thủ đô Bình Nhưỡng và gọi đây là tình huống khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng. Thêm rằng các dấu hiệu cho thấy trường hợp này nhiễm biến chủng Omicron BA2 nhưng không cho biết chi tiết. Lãnh đạo Triều Tiên chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố khởi động hệ thống kiểm soát phong tỏa với mức độ khẩn cấp tối đa và khẳng định nước này sẽ vượt qua COVID-19. Ông yêu cầu siết chặt kiểm soát biên giới và kêu gọi người dân chung tay ngăn chặn đà lây nhiễm virus bằng cách phong tỏa khu vực của mình. Mục tiêu là dập tắt nguồn dịch trong thời gian ngắn nhất. KCNA dẫn lời ông Kim nói trong cuộc họp. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cũng yêu cầu các bộ ban ngành nghiêm túc thực thi hướng dẫn từ Bộ Chỉ huy ứng phó khẩn cấp quốc gia, trong đó phân chia hoạt động của các đơn vị sản xuất và kinh doanh để ngăn nguy cơ lây nhiễm. Triều Tiên gọi chiến dịch chống COVID-19 là vấn đề sinh tử quốc gia, đóng biên và hạn chế nghiêm ngặt giao thương từ tháng 1 năm 2020 để tự bảo vệ mình trước đại dịch, bất chấp sức ép lên nền kinh tế vốn kiệt quệ vì các lệnh trừng phạt. Tổ chức Y tế Thế giới cuối năm ngoái thông báo vận chuyển vật tư y tế thiết yếu phòng chống COVID-19 nhằm mục đích dự trữ chiến lược cho Triều Tiên qua cảng Đại Liên ở Trung Quốc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe